Xin chào mọi người nha. Hôm nay Thịnh Phát xin giới thiệu mọi người rèm vải rất là đẹp, màu vàng các bạn nha. Các bạn có nhu cầu làm rèm vải thì hãy gọi số cho số điện thoại 0908 202 799 nha các bạn. Rèm vải rất là đẹp. Hôm nay mình lắp ở quận Liên Chiểu, nhà anh Hưng. Rèm vải rất đẹp. Ở trong phòng thì chưa dọn dẹp xong nhưng mà mình đã đắp rèm cho nhà anh chị xong rồi. Đảm bảo khi lên ống rất đẹp nha các bạn. Cái cửa này rất là nhỏ. Mình đã lên 4 ống cho cái cửa này. Cửa này nó chỉ được 50 60 à, nhỏ xíu à. Nó cửa chữ N đó các bạn, rất đẹp. Rồi, xin chào các bạn nha. Các bạn có nhu cầu làm đẹp thì hãy điện thoại cho số điện thoại 0908 202 799 nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video của mình post lên nha. Rồi, xin chào các bạn.